Cái gì cô đang làm cái trò gì đây? Dậy ngay. Mày ngủ cái bạn đó. Sao cô chơi chẽ vậy, không còn một chút liêm sỉ nào? Đến giờ chơi game rồi. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình vẫn là tôi đang đi đây. Đây là Dương đây. Chị Yến. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Minecraft tập 2 vào game thoại. Thế giới của hai chúng ta. Chào các bạn. Hello. Hi. Đây là căn lều Balenciaga Triple S của mình. Okay. Nhìn rất là quen thuộc. Nhưng mà chị Yến thì đã đòi đi di chuyển đến một chỗ khác. Tại vì bà ấy muốn được ở một cái nơi có view biển. Thì ở đây chỉ có view sa mạc với lại view sông thôi, chứ không có view biển. Cho nên là bọn mình sẽ quyết định là chuyển đi. Nhưng mà trước khi chuyển đi thì chúng ta nên chuẩn bị một số thứ đã. Trong khi apply thì bọn mình đã đây, bọn mình đã trồng hoa xung quanh nhà. Đúng rồi, đây là bà đẹp chưa, bà trồng hoa xung quanh căn lều, chuẩn bị chia tay căn lều Balenciaga này rồi. Đúng là nhà có con cá rất đẹp hơn. Và bọn mình đã kiếm được một ít sắt, sau đó thì làm cái rìu mấy cái đồ lên tên. Là bây giờ chúng mình sẽ đi giữ chữ một ít lương thực trên đường đi, chuẩn bị một chuyến phượt rất là dài. Sorry em, anh lại cần rất là nhiều lương thực. Bây giờ chúng mình sẽ vào làng. Đi vào trong làng xem là có cái gì không để xin ít đồ mang đi trên đường. Mình sẽ phượt băng qua sa mạc để kiếm xem là có một nơi nào view đẹp hơn không. Ui kia đầy bò kìa trong ơi. Bỏ ra giết bò nhá. Hello. Ai bò. Ow. Bỏ đánh phải chồng à? Không, chồng đánh phải vợ. Nhưng mà ao kêu hộ. Làm như là mình đánh thái ao không thể biết. Ui con bò này chạy nhanh thật đấy. Mẹ mày chạy từ lúc nào? Cái bạn yêu. Sao không lấy được thịt đấy? Đầy đồ rồi gì? Nhặt ra, ok rồi. Thế mình sẽ cần được khá là nhiều thịt trong một chuyến phượt dài. Bởi vì cháu nghĩ ở sa mạc thì chắc có con gì. Oh my god. Đấy, con lừa nè. Đâu? Ủa con này mới hả? Ui lừa này. Đầu tiên mình nhìn thấy con lừa đó. Lừa này. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Bò này. Mày giết con lừa. Tại sao? Mày giết. Làm gì đâu? Bò này. Thế bò này có làm gì đâu? Xin lỗi em. Ok em gật rồi nhá. Em gật. Nó vừa gật xong. Thế đâu? Nó vừa gật xong. Ê, anh sẽ không giết em đâu. Cõi đâu? Nó không cho mình cõi đấy. Chó này đâu ơi? Chó à? Vâng. Em vợ dẫn nó về nhà nhé. Vợ có thể thuần phục chó. Hey. Ê, không phải. Rồi xong luôn. Ơi là vợ. Có chạy qua lại đây đi. Ai bảo vợ. Trời ơi. Thế tao không có như nào? Ở nhà có xương không? Từ quay lại nhà đi. Ở nhà có xương không? Hình như ở nhà có xương, cháu có cất xương ở nhà đó. Quay đi. Cất xương à? Cứ nhanh đầu loáng chạy cầm đèn chạy trước ô tô là sao? Người ta còn chưa hướng dẫn cái gì đi đánh chó. Bạn có biết là chó này nè, mình chưa có thuần phục nó. Mà thuần phục không phải là đánh nó như thế đâu. Đánh nó như nào? Không phải đánh nó như nào, mà là thuần phục nó như thế nào. Nếu mà gặp chó hoang á. Đây là chó sói này. Đây là đàn chó sói này. Ông vợ tìm thấy làm. Nếu mà bạn đánh một con á, là cả đàn nó nhảy vào nó tập luôn, nó chết ngay á. Nhớ chưa? Đừng có bao giờ đánh một con chó sói. Đánh chó gì? Không có đánh chó gì hết. Đừng bao giờ đánh linh tinh. Đó, mà xương này, xương đây, xương đây. Mình sẽ cầm xương như thế này. Đi, đi. Đâu. Đây. Với một con chó như thế này. Hey! Mình sẽ cho nó ăn xương. Hey! Cho nó ăn xương. Thì bạn đánh nó nhé. Không phải hết xương rồi, vẫn chưa thuần phục được. Thế được, để chồng ra đập con kia. Mình sẽ thuần phục bằng được. Au! Come on! Cho xin xương đi bạn ơi. Cho xin xương. Okay. Có xương không? Có xương không? Đây có xương rồi. Sĩ xương đi mà. Đây có con người xương này. Đâu. Đây rồi. Có 3 con luôn. Ba. Đâu có chỉ hả? Có bị đuổi. Thôi chẳng nghĩ là bà ngủ tạm nhà nào đi. Ngủ nhờ đi, qua đây. Đây chẳng ạ. Đây. Ô. Cái gì hả? Nào, ô. Thật tưởng xong đi. Cái gì? Mặt người ta như thế này còn tưởng Lumi hả? Quá là đánh rồi kìa. Mong chừng tí thì chết. Rồi ngủ thôi. Ây da.
mình đã chạy ra ngoài xong có xương không? Ô, có xương rồi. Chó đâu rồi? Đâu? Đâu rồi? Ta đây, 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 đây. Em ơi, đây cho xương này. Ở đây tao không đánh mày đâu, yên tâm. Đây cho xương này. Đây, chạy đến đâu ấy? Đây, 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 đây. Đã rồi, đúng không? À, bình quá. Chồng mình có nhiều xương cơ. Còn chó đẻ. Tao nhất quyết là phải thần phục được mày. Mình sẽ tìm xương tiếp. 2000 years later. Yolo. Và sau rất là nhiều thời gian thì cuối cùng mình tìm được cái xương. Lần này mà mày không theo sao, tao giết luôn. Giết luôn. Tao giết mày luôn. Nó chạy nhanh nhở. Ở đây em ơi. Ngoan nào. Ê, được một phát được luôn rồi. Đó, thế là chồng đã thu phục được em chó này rồi. Đi đâu anh nhà em ơi. Đi nào con. Sao nó không nhảy được lên chỗ này sao? Để đặt tên cho con này là Nhân. Nhân ơi. Nhân ơi. Nó đi theo chồng rồi kìa. Đừng có đánh chồng nha. Đánh chồng là con Nhân nó cắn vợ luôn. Giờ không có chuyện là nó bảo vệ vợ nữa đâu. Giờ nó chỉ bảo vệ chồng thôi. Đi nào. Chỗ này là xin lấy hạt giống. Hello. Tạm biệt ngôi làng. Tạm biệt anh em ở đây. Bọn mình chuẩn bị có một chuyến phiêu lưu khá là dài rồi. Cho em xin ít đồ nhá. Cho em xin ít đồ nhá. Không ai thèm nói gì luôn. Thế là đồng ý đúng không? À, mình sẽ coi sự im lặng là đồng ý. Ok. Bye bye với anh nhá. Mấy anh ở lại mạnh khỏe nhá. Đi đây. Cảm ơn nhá. Mình sẽ quay trở lại cái lều Balenciaga và chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Tạm biệt vùng đất quanh đây. Mình chuẩn bị đi rồi. Ui, chắc chó nó phi kinh thật đấy. Về đến nhà rồi con. À đây không phải nhà, về đến lều rồi con. Ok, bọn mình sẽ chuẩn bị một số thứ để mà di chuyển. Chó nó có ăn gì không chồng? Nó chỉ có ăn thịt được đấy. Cho nó thịt nhá. Ơ, nó thích vợ luôn kìa. Vợ chồng ăn cái tết đấy. Ồ, nó tim vợ luôn. Thôi bây giờ mình sẽ phải nướng hết chỗ thịt này lên. Khá nhiều than. Cần nướng. Ồ, cái sắt này. Ồ, ơ con. Ơ kìa. Con nhăn. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Rồi mày đánh chết luôn chủ của mày rồi. Còn đi cho nó ăn thịt. Cho ăn kiểu gì mà mấy lần bị giết bởi chó rồi hả má? Ở đâu đấy? Đang ở trong làng đấy. Tối à? Nhà bọn ngủ hôm qua. Thôi về nhà đi. Nhiều đồ linh tinh quá vứt bớt đi. Đâu rồi? Đấy, cứ đi ngủ lang ngủ trực ở đâu bây giờ đây. Sáng ra chưa biết đằng về vợ với con. Hay! Chồng ơi, bọn nó về với chồng rồi đấy. Đi đâu với vợ hả? Mình đánh vợ. Cái thằng nào? Tại sao? Tại sao bây giờ mình về lại còn chạy nhanh nữa? Ok, bây giờ bọn mình sẽ cần chuẩn bị một số đồ đạc để đi. Thế nào, bây giờ mình đã có 20 cái bít tết, 9 thịt cừu. À đây, 22 cái bít tết cơ. Ok, sẵn sàng chưa? Kêu bạn. Are you ready? Yes. Tạm biệt căn lều Balenciaga. Chị về bố em. Đi nào Nhân, con đã chuẩn bị chưa? Mày có đói không? Con cho thịt cá sống này. Thịt cá sống á? Ồ, nó tim chồng nhở? Đi nào, bọn mình sẽ xem nào. Đây là cái hướng lèo của mình. Còn mình sẽ đi thẳng hướng sa mạc. Mong là sẽ đến biển. Mong sẽ... quên bạn ơi. Mình quên không mang cái giường đi. Mình sẽ mang hai cái giường đi. Để mình ngủ như thế. Ok bạn. Ok nào đi thôi. Trời ơi toàn cát là cát không mà. Thế này bao giờ mới đến đâu nhỉ? Vợ ô có làng kìa. Đâu? Hello. Oh. Làng đẹp phết. Như nấm nhỉ? Và xem cái làng đó đã. Hello, có ai ở đây không? Có chứ. Chúng mình là khách vãng lai. Ô, giờ màu cam nè. Thế đi chồng. Tao xin cái giường nhá. Ô, cái gì đấy? Chanh à? Xin luôn. Đã đào luôn. Cái gì à? Sao nó là cái gì nhỉ? Đất đông trắng đen cam. Ô, đẹp nhỉ? Đi xem xung quanh có gì không? Xin. Ô, xin chào. Chào các anh. Các anh không cho chào à? Các anh bật cười nhỉ? Chào mà lắc. Ê, lắc. Ê, chào đấy, chào đấy. Đó, nó lắc. Nó lắc à? Đây. Cái gì? Bảy ông bảo anh bị điên à? Em đầy sắt nha. Hello mọi người.
Thôi con chuông không quan tâm. Nó đi ngủ mà. Hello. À. Chào, sao đến ngủ? Đó, sao vẫn nhắm lên người ta? Ta đang ngủ mà. Sao vẫn lại nhắm lên người ta? Ok. Đi ra ngoài. Okay. Xin lỗi anh nhá, bọn em nó còn non trẻ. Bye bye. Ôi, ra ngoài đi rồi. Xin lỗi anh nhá, bye bye. Đi nào. Sao bạn làm cái trò như thế? Ý, baby nè. Tập, tập. Đấy. Cái gì cô đang làm cái trò gì đây? Hả? À, dậy ngay. Ai cho phép cô ngủ với mày? Mày là thằng nào? Cô nhắm mắt rồi. Mày là thằng nào? Bực mình quá. Thằng này, mày là thằng. Mày còn ngủ được, mày dám mà ngủ đúng không? Mày ngủ với bạn đó. Mày láo sườn. Trời ơi, thằng đánh nó à? À. Sao? Cô ngoảnh ra đây. Mày làm đấy, tao đang nói chuyện bất thần mẹo đấy. Còn nhận đi ra. Cô cúi mặt làm cái gì? Cô nhìn ra đây, ngoảnh ra đây. Sao cô trơ trẽn vậy, không còn một chút liêm sỉ nào? Tao nghĩ mà tao tức luôn á. Thôi. Thật bọn em còn tầm buồn ngủ lắm rồi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ rời khỏi cái làng. Ok, bye bye mọi người. Mình sẽ trở lại được. Oh my god. Mày có làm gì vậy? Không phải. Oh. Cái gì vậy? Kim tự tháp. Kim tự tháp á? Oh my god. Oh, trời ơi. Sao kim tự tháp gì xấu vậy? Kiếm được kho báu rồi. Ở dưới này nó có kho báu đó. Thế á? Đúng vậy. Mà nghĩ kim tự tháp nó phải to ra đùng chứ. Không, nhưng mà trong Minecraft nó bé như vậy thôi. À nhưng mà từ từ xuống đây đã. Đây, đi theo người ta. Ok bạn. Ây. Ok. Đây nè, kim tự tháp đây nè. Cảm ơn luôn. Đó. Nhưng mà từ. Không. Đi ra đây nhá. Đi ra đây. Đó. Nhìn mà nguy hiểm lắm. Cái gì? Đừng có mà nhảy vào đây. Ở dưới nó có thuốc nổ đó. Thế để chồng xử lý. Không, phải chạy ra. Không thể để vợ làm cái trò này nhỉ. Này, chồng sắp xuống đấy rồi đấy. Ở trên đi chờ. Ok. Đó là nó có tiền tì. Cứ nhanh đầu đoán nhưng bạn chết rồi. Thế nào? Ô, có yên cưỡi. Ôi, kim cương này em ơi. Oh my god, kim cương. Trời ơi, kim cương. Hạnh phúc quá. Yên cưỡi rồi, trời ơi, kim cương. Ôi, vẫn bắt đầu linh tinh màu hòa mình. Má, được vui vỡ lở luôn á. Đâu mà kim cương chồng giữ chắc, đâu đây. Mang chồng giữ cho em hay ha. Ô, 5 viên kim cương, vui quá. Vui quá. Chưa gì đã nhặt kim cương vui vậy. Bắt đây rồi. Chồng lóc vợ à? Ok, thôi để luôn 2 giường đấy. Đi, chúng mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ mình đang nắm trong tay mấy tỷ đồng. Mấy tỷ đồng? Ăn cục kim cương rồi, lại cho con. Mày đây. Phải, bố mày đang cầm cục đường nha, đi đây. Đi. Có gió ở trong đó. Có nhăn đâu rồi? Nhăn ơi. Bà nghĩ nó tìm đường xuống đấy đấy. Rồi nó bị trồng lấp luôn. Trời ơi, Nhân ơi. Hay chưa? Quay lại. Nhân ơi. Đi xuống à? Nó mở dưới đấy không? Thank you.
Đúng vậy. Mong là bọn mình sẽ tìm được biển. Dĩ vãng mùa thương. Mất nhân rồi mùa thương. Ô, sách này, ôi làng kìa. Đó. Đây, đây, đây. Đó. Đấy, ngoái bên này xong rồi, đây, ngoái bên này, đấy. Thế giờ cậu có thể đánh chồng được rồi không? Đúng rồi. Buồn lắm, chúng ta bất nhân rồi đánh nhau. Mình lại kiếm được một cái làng nữa. Và hello, xin chào mọi người. Nhà mình có chó không nhỉ? Có ai có chó không? Bán cho em một con. Không à? Buồn đấy. Anh có chó không? Chó hả? Đâu? Wow. Đâu? Cái nó gật đầu nè. Đánh cho nó phát chồng. Thiên sư. Ôi, chúng mình đã không lăn man ở mấy cái làng này nữa. Dù sao thì... Bởi vì chúng mình có kim cương rồi. Chó rồi. Là các bạn có kim cương không? Chắc là không có rồi. Thế tiếp tục trong hành trình. Mong là mọi người sẽ tìm được biển sớm. À đi đu đưa đi. Đu đưa không phải là hư, đu đưa để lắc lư cho hết buồn. Đu đưa đi. Đi. Đi đu đưa đi. Đi. À. Rồi. Đi phải cẩn thận nhé. Ngã này mấy mà chết hả má. Vẫn nửa máu thôi. Đi, đi tiếp đi bạn này. Trời ơi. Đi bạn ơi, bạn ơi. Rồi, mình đang chạy đây này bạn. Bạn chạy nhanh nhanh một cái. Cái này không nhanh à? Thế nào? Chẳng giờ flat. Chẳng lấy đà xong rồi vụt phát. Má sợ được. Years later. Lên lên nào, lên lên nào. Cứu mà. May quá trời ơi. Thằng chạy té đái ra thì. Wow. May quá quá lạc rồi, vào. Ôi trời. Má mày đứng đây làm cái gì? Mày giỏi mày bắn đi, mày giỏi mày bắn bố mày đi. Trời. Cháu bị bắn rồi kìa. Giờ đấy. Anh ơi cho em ngủ nhờ nhà mình một hôm nhé. Nó ngủ nó mất mở mắt kìa. Ờ nhờ. Thôi đi ngủ với anh mở mắt vậy. Anh bị bọn run à. Đầu đầu cắm vào tường luôn. Thôi cho em ngủ nhờ một hôm. Ngày mai em sẽ di chuyển tiếp. Tại vì em chưa tìm được chỗ nào để ở. Chúng ta tiếp tục. Cảm ơn mấy anh nhá. Cảm ơn. Cảm ơn đi trà. Ui chuẩn bị chân nước luôn. May quá có mấy anh cho ngủ nhau một đêm. Creeper. Sao nó creeper vậy? Sao ban ngày mà nó thôi chạy nhanh lên bạn này, chạy nhanh lên. Hello mấy anh, chạy về nhà đi. Creeper nó đổ cho bay xa anh em. Oh, mà mình đã tìm được biển rồi. Oh my god. Bơi luôn cho nó mặn mòi từ da rẻ. Xung quanh anh toàn là nước. Ê. Xung quanh anh toàn là nước. Ê. Cơ thể anh đang bị ướt. Ê. Ôi, thề với bọn mình đi lâu lắm rồi ấy. Bọn mình chạy bộ mà dã rời hết cả chân tay rồi mới tìm được cái biển. Biển đẹp chưa? Đẹp chưa? Ấy. Ui. Đẹp chưa? Vui chưa? Gúc. Vui chưa? Casamita. Bạn vợ mà chồng mới chuyển nhà ra biển như bạn nói đi nhá. Đi kiếm chỗ nào xem là chỗ nào mình xây cái nhà đi. Ôi, xung quanh anh toàn là nước. Ê. Ủa, mà biết bơi rồi này. Mà kiếm biết bơi ở trong game. Ồ. Thôi nhé, mình làm nhà ở đây đi. Ở đâu? Đảo này. Đảo này á? Ừ. À, này có tí đất à? Chạy sang đấy xem nào. Ồ. Các bạn, đây, mình sẽ sang đảo đây rồi đây. Đâu? Rộng mà. Được. Các bạn. Đâu đến nỗi đâu. Cô mình phải ăn nào, chết đói mất. Tham quan cái đoạn đảo này một tí. Bọn mình sẽ phải sang để bàn bạc với dân ở đây. Không thì tranh chấp đất đai nó rất là mệt mỏi. Hello, mấy anh ơi. Mày không? Xin chào. Hello mọi người. Xin chào. Ê anh ơi. Anh có biết ai là chủ cái đảo trên kia không? Anh ơi.
đứa cầm kiếm, đứa cầm dìu nó sợ không chẳng chẳng. À quên, em định chuyển sang cái đảo gần nhà mình kia kìa, xong rồi em sống ở đấy luôn. Anh nghĩ sao? Có được không anh? Đây, tặng anh cục thịt coi như là quà gọi là đổi cho món đảo đấy nhá. Đúng ý không? Cái nhá. Các bạn có chăm anh kìa. Đây, đây, đây. Cho anh cục thịt. Bye bye. Thế là coi như là xong rồi đấy. Mình sẽ sang đảo để làm nhà. Coi như chào hỏi hàng xóm các thứ như thế rồi. Kê bạn. Kê bạn, mình sẽ xây nhà đây. Bạn quyết định là xây nhà đây các bạn. Bây giờ hiện tại mình có cái nhiều thứ. Cho nên mình nghĩ là đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt nền móng cho ngôi nhà đây. Nền móng sao? Nè. Đâu bạn? Cho cái xẻo này. Đây. Cảm ơn bạn. Bên này xong mình sẽ làm một cái nông trại ở bên này luôn. Quá đẹp luôn. Thôi đi đào đất này. Mang đất xây cái đảo của mình. Mình định xây hoàn to to kia nhưng mà tại vì sợ lấy to quá người dân ở đây họ ghét. Nên là mình sẽ lấy cái hoàn đảo bé hơn. Thôi đi về xong bên kia ngủ đi. Đi. Đảo cái này mày ơi. Có bị ngu hướng à? Đâu cái nào? Đây này. Đi nào. Về với đảo. Đêm đầu tiên ở trên hòn đảo của bọn mình. Rồi bây giờ mình sẽ đắp thêm một lớp nữa cho hòn đảo của mình. Mình sẽ đắp. Ôi, mình có nhiều đất quá. Mình sẽ đắp khá là tốn công. Thousand years later. Ok, vậy là đã xong rồi. Cuối cùng thì bọn mình đã cải tạo xong được cái nền của cái đảo này. Giới thiệu với các bạn. Ta-da, đây chính là cái đảo của bọn mình. Hai chúng ta. Đảo của hai chúng ta. Ok. Đây, đây chính là một cái bể bọn mình đã giữ lại. Sao? Kiểu bể bơi các kiểu ấy. Rồi chắc là sau mình sẽ cải tạo thêm một tí ở cái bể bơi này rồi thôi, để sau. Thôi đi. Rồi hơi mình hơi mệt mỏi quá rồi. À không phải, mình bị mệt mỏi quá rồi chứ không phải hơi nữa. Ok. Vậy là bọn mình cũng đã hoàn thành xong tập 2, tóm tắt lại tập hôm nay. Bọn mình đã di chuyển từ cái lều Balenciaga để đến một cái chỗ có view biển. Tại vì bạn Yến thích có view biển cho nên là chỗ này là mình đã rất là ưng rồi. Đấy, bọn mình đã đến đây và mua được một hòn đảo ở đây và xây nhà nhưng mà chưa xây được cái nhà gì hết. Rồi quá mệt mỏi rồi tại vì bọn mình vừa san cái đảo này ra cho nó gọn gàng một tí. Và bọn mình đã kiếm được 5 cục kim cương. Bọn mình đã kiếm được 5 cục kim cương ở dưới. Đã khám phá được kim tự tháp và kiếm được 5 cục kim cương, quá là ngon lành luôn. Ok. Đúng không? Thế là đã quá ngon rồi, bọn mình đã kiếm được một địa điểm mới để xây nhà. Chắc tập sau mình sẽ xây nhà. Mọi việc đã gọi là gọn gàng hơn rồi. Nhưng mà bọn mình vẫn chưa có nhà. Đúng vậy, phải ngủ ngắm vẫn, trời. Vẫn chưa có nhà, vẫn phải ngắm trời sao. Bọn mình định tập 2 để xây nhà nhưng mà chắc là đuối quá rồi. Chưa kịp xây thì đã hết sức rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho channel YouTube của mình. Để lại thật nhiều bình luận bên dưới để ủng hộ cho series này của mình. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye. Và hẹn gặp lại vào video lần sau. Hẹn gặp lại vào tập 3 nha. Tập 3 mình sẽ xây nhà. Bye. Bye.